bạn, hôm nay mình sẽ review một cái USB kinh tông DT100. USB này có dung lượng là 32GB. Thì chỗ cửa hàng tôi có bán cái USB này. Thì mình sẽ cho bạn xem, đây là cái USB của mình nè. Kinh tông Data Traveler 100. Rồi mình sẽ test tốc độ cho bạn xem. Cái USB này là USB 3.0 nha các bạn. Đây, USB 3.0. Để test USB 3.0 thì các bạn nên dùng máy có cổng USB 3.0. Máy của mình đây có một cổng USB 3.0 nè, màu xanh nha các bạn. Giờ mình sẽ gắn vào mình test cho các bạn xem. Test tốc độ USB của mình nè. Rồi bây giờ mình mở lên cho các bạn xem cái tốc độ của nó. Mình dùng cái chương trình SSD Benchmark để test USB mình luôn ha. Cái này chương trình này dùng để test tốc độ của các ổ SSD. Đây mình test USB của mình luôn. Đây mình chọn chính xác là Kinh tông Data Traveler nha, 3.0 nè. Rồi mình bấm Start để tiến hành kiểm tra tốc độ. Độ tầm 20 mấy mê. Đây là tốc độ ghi nha các bạn. Tốc độ đọc thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bạn nào cần mua cái USB này thì gọi vào cái số mình để phần miêu tả đó, thì mình sẽ liên hệ các bạn và giao hàng cho các bạn. Có ship code toàn quốc luôn nha. Rồi, tốc độ ghi của chúng ta là 19.19 mê. Và tốc độ đọc là 104.76 mê. Rồi các thông số còn lại thì các bạn đợi máy chạy thì các bạn đo. Ở đây mình chỉ đo cái tốc độ chung thôi. Đọc là 104 mê và ghi là 19.19 mê. Tốc độ này cũng khá ổn các bạn. Rồi đây chính xác là USB của mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn xem video.